Có khi mà tôi lên live stream á, thì tôi thấy có nhiều người vào xúc phạm tôi á, tôi thật là buồn cười. Vì họ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cơ ngơi đồ sổ của chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi làm là làm rất là lớn. Thật sự ra là cái tầm của chúng tôi là những ông chủ bà chủ của rất nhiều chủ nha quý vị. Cho thuê kho xưởng, kinh doanh bất động sản, nhà máy xử lý nước thải, khu du lịch, rồi nhà máy găng tay. Chúng tôi làm rất là nhiều công việc chứ không phải là giống như là một số người nghĩ rằng là chúng tôi là những loại tầm thường hay là không có đâu những quý vị, mà là tầm cỡ. Riêng cái khu du lịch Đại Nam thì quý vị cũng thấy là tầm cỡ quốc tế rồi. Huống chi những cái nơi mà anh Dũng anh làm, những cái nơi mà chúng tôi đã gầy dựng công sức tạo ra cái giá trị thật sự là một niềm tự hào cho Bình Dương nói riêng và cho cả nước.